Hi, chào tất cả mọi người nha. Giờ chuẩn bị đi tác chiến nha, đi thăm bẫy á. Hồi hôm mình gài được có mấy con, gài được cái lồng lồng bán ngoài chợ á, trăm mấy chục ngàn cái đó, ra hoài vô không được á, là chuột nhà không nha anh em. Chuột nhà không, chuột lắc không á. Chuột này tầm khoảng 40 mấy 50 con một ký nha. Thì chuột này chuột lắc á, chuột nhà bé 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 không anh em, cỡ bằng ngón tay mình nè. Đó, nó cỡ bằng ngón tay mình nha, bốn mấy con một ký nha, chắc cỡ đó 40 mấy 50 con một ký á, mấy con cũng đó nữa. Rồi giờ mình đi thăm bẫy nha, tới giờ điểm mình quay tiếp nha. Giờ có con chuột vô đây nữa, đem vô thay thế làm cho mau nha. Rồi tới điểm mình quay cho mọi người xem nha. Đó, chuột nhà nha, tại mình nay cũng không có tiền để mua chuột đồng nữa, đồng mắc quá chơi xài chuột nhà luôn nha. Đã đến điểm đi thăm rồi các bạn, giờ mình hãy theo chân mình đi thăm bẫy nha các bạn. Cái đầu tiên đúng rồi, nhẹ hơn ngập chuột chết luôn. Ngập rồi, chuột chết. Để đến điểm kế tiếp vừa cho mọi người xem nha. Đây cái nữa, cái thứ hai rồi. Chuột còn sống luôn người. Chuột sống luôn người. Rồi, hai cái lấy con cái cuối cùng luôn. Chào mọi người nha, đi thăm bẫy từ bây giờ không có dính gì luôn, còn cái cuối cùng mà đi tới đây gặp con rắn, đi theo đi theo, tụ 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 rắn nước bự nha mọi người, rồi có rồi, ô con nó bẹp, ơi 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 tụ nó cắn, ơi ơi tụ nó cắn, trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi cắn rồi mọi người, ôi da ôi da trời ơi nó cắn nha mọi người, tắt ôi da tắt đi để luôn rồi, ôi da 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 ghê không? Ôi da. Ôi. Ôi 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 ôi. Ôi nó bè mà. Ôi da. Ôi da. Ừ, đúng không? Ghê không mọi người? Đó, tập đi lẹ luôn. Đâu nó. Ôi da. Ôi da. Ôi. Ôi. Tập dữ à. Ôi. Hơn pha hành động nữa, hơn rắn hổ nữa mọi người. Đó. Ôi da. Đó. Người thấy nó ớn không? Ôi da. Ôi. Bự nha mọi người, một rắn nước mà bự quá trời bự luôn. Trời ơi nó bự mà nó cắn. Ui. Ui trời ơi. Hú hồn hú vía luôn rồi. Ôi da. Ôi. Ôi. Quá cắn luôn rồi. Ui, nó phù mang lên luôn. Phù mang cắn luôn nha mọi người. Đúng không? Đó.
Ráng quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Ôi cô. Đó. Đi không? Rồi, nó chuẩn bị cắn nữa rồi. Đó. Bơi đi chuẩn bị cắn nữa rồi. Ôi 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 ôi. Trời ơi, con bè mang ra kia quá. Tới con người. Ôi da. Ôi. Ôi da. Ôi. Nó tới ớn nha mọi người. Ớn không? Rồi. Ôi da. Ôi. Ôi da. Ôi. Ôi da. Ôi lặn. Lặn nha mọi người. Ráng theo nó cho mọi người xem. Ráng làm clip hay cho mọi người xem nha. Đó. Tới đây à. Đi. Đi theo nó luôn. Đó. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Cận cảnh cho anh em xem hết. Ôi da. Ôi da. Ôi. Ôi tắp đi lịa luôn. Ôi da. Thử lần nữa. Này hơn phim hành động luôn nha mọi người. Ôi da. Trời ơi, trời ơi. Ơi thằng bị rắn không có mà gặp con rắn này. Tê mọi người. Ôi chắc bắt nó mọi người. Bắt nó nha mọi người, bắt nó đi rồi cái buổi tiếp cho mọi người xem nha. Dữ quá trời dữ rồi. Trời ơi nó dữ quá trời dữ mọi người. Dữ quá trời dữ rồi. Giờ đi lên. Ấn không? Ôi, nó cắn liên tục luôn. Trời ơi cắn gì cắn sợ mọi người. Ráng cận cảnh cho anh em xem. Em pha hành động luôn. Ôi da, ôi da. Ôi. Ôi. Cũng cú táp. Cú táp hết hồn nha. Ôi. Ôi. Đó. Rồi. Đó, đó. Đi không? Ôi da, da. Ôi da, 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 da. Ôi da, 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 da. Ôi. Ôi da. Táp quá táp rồi. Quá táp mọi người. Rồi, lặn xuống rồi. Rồi, để bắt nó mọi người. Bắt nó đi rồi mới tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, đã thu phục được rồi. Trời ơi nó bự mà, nó cắn quá cắn. Trời ơi nó bự mà cắn kinh hồn luôn. Trời ơi nó tắp ly tắp lịa luôn. Ôi dụ con rắn. Rắn nước mà giữ dư trời. Rồi. Thôi nè, đứng không? Thôi, kệ nó có vàng bồng cũng được đi. Đi thăm từ giờ 4 cái không có cái nào con nào hết trơn nha. Giờ còn cái thứ năm cái cuối cùng nữa. Rồi, cái cuối cùng nữa giá cho dính con nữa cũng đỡ quá trời. Cái năm cái bảy mà. Ôi ơi. Cắn quá cắn không mệt. Ừ không? Rồi, để bỏ vô mọi người. Cái bẫy cuối cùng luôn mọi người. Bẫy cuối cùng luôn mà. Cái này bữa nay chắc thất thủ quá. Cái bẫy cuối cùng luôn. Vô bẫy con coi khỏe người coi. Cái gì đây, thấy cức hay gì đây? Trời ơi khủng lồ luôn mọi người ơi. Nè mọi người xếp nè. À. Ồ, bích lập chưa? Bích lập luôn. Đó. Trời ơi, thôi thấy cục cức nữa nè. Đó, bích cái lập luôn, lập này lập lớn mà bích dày luôn nha mọi người. Là biết mọi người thấy biết là rắn cỡ nào rồi nha. Quá trời cũng rắn luôn. Lập này lập chà bá luôn. Quá phê. Trời ơi, trời ơi, nặng. Ôi trời ơi. Nặng quá trời mọi người ơi. Ôi phê. Quá phê luôn anh em ơi. Bù lại cái được rồi mất nha mọi người. Trời ơi nặng quá trời nặng luôn. Ui xui xui xui. Thôi chắc mình xách về luôn mọi người ơi. Chứ đây xách về luôn về nhà anh bắt cho mọi người xem nha. Ôi ui con rắn nó bự. Ui xui. Ui ui. Đã mọi người. Ui nó bự rồi. Phê không? Ồ bích lụp luôn nha. Ồ. Rồi về nhà anh bắt cho mọi người xem nha. Quá trời đã rồi. Còn gì bằng nữa. Ui. Về tới nhà rồi mọi người. Giờ mình bắt con rắn khổng lồ này ra cho mọi người xem nha. Quá trời bự rồi.
quẹt này thôi. À, kêu lấy quạt thui cho nó lẹ. Ôi ôi. Trời ơi, thôi 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 thôi. Quá trời con rắn rồi. Cận cảnh cho anh em xem luôn. Con rắn quá trời con rắn rồi, nó bự mà đen. Thôi nè. Ôi ôi, thôi thôi thôi. Bích lụp luôn. Đó, anh em thấy gì chưa? Khổng lồ nha. Ôi vô con rắn nó bự. Ui ui. Vô mánh rồi anh em ơi. Quá trúng rồi. Rắn lông thừa. Ôi vô vô mánh nha anh em. Rồi, để anh bắt ra cho anh em xem nha. Ôi vô con rắn à. Có một con hả Lâm? Còn một. Rồi, để anh bắt ra cho anh em xem nha. Dài sợ luôn. Con này còn không? Con còn rắn. Con còn rắn. Con còn rắn. Con còn rắn nữa hả? Ủa, bắt ra là bắt vô được không mày? Mày biết. Bên xui. Ừ, con tao chạy à. Xui biết đâu bắt ra có khi bắt vô không được. Con này cái máy à. Mày cái hạt ba. Ừ, đó. Đó đâu đó. Được rách da làm sao? Rách da sao bán? Còn mấy giờ nắm bên đây. Từ từ. Làm. Ra nè. Ra đi con. Cắn chút gì. Cắn gì cắn. Nè. Ra luôn. Gài vậy nó không cho nó rách da mới ra. Rách da khó bán lắm. Ra. Chưa biết. Trời ơi. Bự chứ không phải cái 2 cái 3 đâu. Con này bự. Cái 2 cái 3 mà con này quá bự à. Hú hú. Trời ơi, gài vô cây. Ủa, thử chưa? Khủng lồ. Con bự là sao 7 nha mọi người. Ủa, cắn đó. Cắn nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, con rắn nó bự. Thôi nhìn em. Đó, thì bị cắn á, thì bị cắn nữa nghe. Ê, đừng cắn em. Ơ dạ, đừng cắn em. Ôi dồi. Đừng cắn em nha anh. Anh ơi. Ôi dồi, con rắn nó bự. Mới vô bữa nay luôn. Đầu cũng bị chi luôn. Ôi dồi. Ồ, anh em thấy gì chưa? Ôi dồi. Quá trời con rắn luôn mọi người. Ôi ôi. Quá phê. Trời ơi, coi xiết tay mình nè. Xiết. Xiết. Ôi, ê, đừng cắn em. Trời ơi, liếc em dữ vậy. Đừng cắn em anh ơi, đừng cắn em. Là nói đừng cắn em mà cứ vê vê vô cắn em không ạ. À. Đừng cắn em. Trời ơi. Chết luôn anh em ơi. Quá bự rồi. Trời ơi. Ồ, em thấy gì chưa? Phê chưa? Phê chưa? Quá phê. Phê mà liếc ngay mặt mình không nha anh em. Anh em cứ cẩn thận cái mặt mình nha, nó là thẳng vô trong mặt không á. Ê, trời ơi. Buông tay nó ra luôn mà nó cũng dày cầu dày nè anh em. Ui. Lâu dữ lắm rồi mới cầm được rắn. Thẳng hồi. Lâu dữ lắm rồi nghe anh em. Lâu lắm mới cầm được con rắn mà lớn vậy nè. Trời ơi, ê, đừng cắn em, đó đừng cắn em. Thù dữ con rắn. Hết thuốc chữa. Ê, chơi em không vậy? Đây. Rồi, còn cứ dòm vô trong mặt không trời. Đi đi. Hiếu ơi, chết anh Hiếu ơi. Cứu anh Hiếu. Đó, tôi dòm ngay cái mặt không à. Ok, ngay cái mặt nó chơi không à. Thôi đừng cắn em.
Ây da. Ôi. Ôi, quá phê. Quá phê nha mọi người. Quá phê luôn nha. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Rồi, kết thúc video hôm nay là một cái con rắn nước chứ con rắn này lông thừa lớn này nha, mà không biết bao nhiêu ký nha. Thấy bự quá, không biết nhiêu ký thôi. Ôi dồi, quá phê. Để mình cân thử con rắn này coi bao nhiêu nha mọi người. Trời ơi, nó bự quá trời rồi, không biết nhiêu nữa. Cân cho mọi người xem nha. Ký 6 còn ký rưỡi mọi người ơi. Đó, con rắn 1 ký 6 còn 1 ký rưỡi nha. 1 ký 6 nè. 1 ký 6 còn 1 ký rưỡi nha mọi người. Rắn quá trời luôn. Lâu lắm rồi mới vô được con rắn khủng nữa. Lâu dữ lắm rồi nha mọi người. Ôi dồi. 5 cái 7 mà trúng được một con là quá phê. Quá phê. Đó, với con rắn nước nãy nè, rắn nước nãy 200 gram nữa nè. Đó, rắn nước nãy cắn quá trời, 200 gram nữa nha mọi người. Rồi, kết thúc video hôm nay là một con rắn lông thừa bự, lông thừa bự 1,5 kg với con này 200 gram. 5 cái 7 nha. 5 cái 7 mà dính được một con vậy là trời ơi trúng dữ lắm nha mọi người. Quá trúng luôn. Tại mình còn có 5 cái 7 à, tại còn 5 chuột có 5 cái 7 là mình xách chuột đi gặp thì thôi. Rồi, kết thúc video hôm nay là một con rắn khủng lồ nha. Rồi, hai chào mọi người nha. Hẹn mọi người tới những video sau nha.